cả nhà có khỏe không? Nhà mình đó các bạn, được một mâm chanh dây nè, ở hàng xóm đã cho đó. Cả nhà thấy ngon không? Mình ăn á, mình sẽ lấy một trái chanh dây này mình ương thử coi nó lên không. Bây giờ mình quậy nước chanh, các bạn xem cho vui nha. Mình để cái máy xuống, để sao cho thấy rõ. Xích ra không thấy cái chân nó rõ. Mình cắt gần hai cái, mình lấy cái muỗng mình múc một chân. Mình thấy ngon không? Chanh dây nè các bạn, mình cắt ra nó thơm lắm, uống giấc chưa để nước đá vô uống ngon, để mật ong vô uống cũng được, để đường cát trắng vô uống cũng được ngon. Cái này lên thứ nó cao nó không được thì mình tét cái chanh vô cho các bạn xem nha, nó nước nhiều, trái nào cũng chín. Chanh này nè cả nhà, người ta bán bên đây á, mấy cái tiệm mà trái cây á, người ta bán tới đâu 3,50 đồng một khoao, mắc lắm. Còn hết
chế tí nước vô. Mình chế nước nóng đó, các bạn, cho mật ong nó mau tan. Mình để trong cái tủ lạnh đó, nó bị lạnh lạnh đó, nó mau tan. Mình chế nước nóng lên đó, thì cái hột chanh đó, nó thơm cả nhà thấy mẩu lên ngon. Thank you.
cả nhà thấy cái vỏ chanh nó mỏng, nó không có dày gì mấy. Cái sơ màu vàng á các bạn thì ăn cũng được, cái hộp với cái sơ màu vàng á, người ta nói chanh này ăn chị bệnh gì chị? Cao huyết áp. Nữa mình chừa trái nào nó chín á, mình ươm thử cho nó lên. Lên cái xong rồi. Cái này nó đậm gì nè các bạn, là nó chín á, còn nó xanh xanh gì nè nó mới vừa chín tới, cái này nó xanh nên đậm hơn. Giống như trái vú sữa chín. Màu tím hả chị? Ngon quá. Thơm, mình cạo mấy cái hột chanh này ra thơm. Như các bạn mà ăn không tiêu đó, cũng như có dầu mỡ không tiêu đó, mình uống chừng hai trái chanh này là mình thấy khỏe cho người lại cả nhà.
Trái này nó bự như các bạn. Cái chỉ đó nó chỉ cây chanh của chị á, chừng có 2 giây thôi mà chỉ làm cái vàng nó bò nhiều. Rồi chị nói nhiều quá chị cho mình ăn. Chị nói ăn tí. Mình thấy ham quá, mình lại mình thấy cái dàn chanh của chị ham quá, mình nói để mình ương thử cho nó lên. Chị mình nói ương thì nó sẽ lên cây, không biết có cả trái không. Cái nhà biết sao mình cắt nó nhiều gì không? Mình xong cái mình để vô cái tủ lạnh đó. Mình để dành mình uống từ từ. Còn hôm nay thì cái ly này mình đã quậy xong rồi, để nó đá vô. Cái nhà thấy thật chanh nó cũng đẹp đấy ha. Bây giờ còn mấy trái này một chút nữa mình cắt xe. Con nhà thấy một cái giỏ không? Chanh dây với mình không? Ngon quá à. Uống này cũng làm cho mình ốm rồi đó các bạn, tại nó có chua chua đó. Mấy trái mà nó chín thì màu tím, còn mấy trái mà nó xanh xanh là vừa chín tới. Mình chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Nhà mình có làm cái gì mình quay cho các bạn xem cho vui. Bye cả nhà.